Em thì cũng là thuộc vào đối tượng uh, khách hàng của Vietcombank là thân tiến nên là đội uh, nhân viên có chào em hiện tại là 6%. Thì uh, đến thời điểm này thì theo hai chuyên gia cho em thêm cái góp ý là em muốn làm vay, vay để đầu tư uh, về cái uh, chung cư đấy ạ, Rồi các, các dòng chung cư ở bên tỉnh lẻ của em tỉnh thanh hóa đấy ạ, thì hiện tại nó vẫn đang còn khá là rẻ, mà cái 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 cái, cái tặng cho vợ cho thuê cũng khá là tốt, thì theo các chuyên gia thì em nên vay để đầu tư chưa? Nó đều là bài toán hết mà, đúng không? Nó đều là bài toán hết, có thể tôi trả lời trước mấy cái ý quan trọng sau đó thì uh, coi như là anh dích nguyễn anh chuyên uh, giảng kỹ thuật về cái đầu tư bất động sản thì anh sẽ có thể là uh, sẽ nói thêm nhưng mà tôi nói là bây giờ tôi khuyên uh, nếu như mà bạn cái phương án của bạn nhé bây giờ tôi phải trả lời là bạn bạn nói như vậy thì nó rất là tổng hợp cho nên là tôi phải nói luôn là nó phải đi vào mổ xẻ rất cụ thể là bây giờ bạn đầu tư cái chung cư ở thanh hóa thì cái giá chung cư nó là bao nhiêu tổng một cái căn hộ chung cư như vậy thì giá tiền nó sẽ là bao nhiêu và đi vay thì bạn sẽ vay khoảng bao nhiêu À, cái cái thứ ba bạn phải gạch đầu dòng ra là giá cho thuê của bạn được bao nhiêu tổng thu nhập một tháng và cái lãi suất ngân hàng 6% thì tôi nghĩ là rẻ rồi. Tôi khẳng định là lãi suất đấy là rẻ rồi đấy. Trừ đi Đạo phát là bây giờ nó chỉ còn còn khoảng độ có hơn 3% thôi. Một năm như vậy là rẻ. Tôi cho là rẻ. lãi suất của ngoại thương mà nó cho bạn vay 6% là rẻ. Tôi khẳng định là là bạn là khách hàng bên ngoài mà không phải là khách hàng trong nội bộ mà cho 6% là bạn rẻ rồi đấy. Thế thì bạn sẽ phải tính hết tất cả các mọi phương án thôi, chi phí toàn bộ đầu tư này, rồi tiền vay này, lãi suất tiền vay, chi phí đầu vào để nó ra một cái phương án là tổng đầu tư của mình bao nhiêu và chi phí trích lập coi như là, là bao nhiêu. Đó. Thế theo tổng thu nhập của mình về là bao nhiêu? Mình trừ ra thì theo mà mình còn, còn, còn có lời hay không? Nếu bạn có lời thì bạn lên vay. Thì bạn vay được rồi. Bạn có lời thì bạn bạn có lời là bạn vay được rồi và thứ hai là bạn vẫn tích được tài sản bài, bài toán này thì con số rất là cụ thể nhưng mà ừ. cái mà em đang phân vân đấy là em rất sợ là cái xăng uh, chiến tranh các thứ là xăng tăng tất cả mọi thứ nó tăng lên ừ. hay là cái lạm phát nó tăng đấy ạ ừ. điện các thứ thì em sợ là sau một năm thì lại đúng là lãi suất thả nổi nó sẽ tăng lên thì làm cho mình rất là ngợp á thì cái đấy em đang suy nghĩ đó. Cho Rinh Nguyễn hỏi là cái lãi suất 6% của chị là vay dưới dạng gì? Dạ. vay mua chung cư hay bản chất là gói vay ngắn hạn cho sản xuất kinh doanh. À em vay kinh doanh thì Đó. không em em không sử dụng vay kinh doanh bây giờ thì em. hỏi cái em... 6% đấy là dành cho cá nhân gói vay, ạ. Cá nhân vay mua bất động sản. Vay mua luôn nhà chung dạ. cư. Không phải, em có nhà, em có nhà ở Vinhome rồi và um, lần trước em vay á, thì uh, em trả trước hạn và em trả rất là đều đặn á thì đội đấy muốn là em vay nhiều hơn nữa thì không. mời chào em với cái mức lãi suất là 6% phần trăm không không em trả lời anh hỏi anh dinh anh, anh hỏi rất là rõ là em vay cái tiền này là để dưới em dạng nói gói với ngân gì? hàng ấy, dưới dạng gói vay là để kinh doanh hay vay mua bất hay là vay để mua bất à. động sản bởi vì gói vay kinh doanh thì kỳ hạn của nó chỉ tối đa là 12 tháng, tháng thôi vay vâng. đấy là vay vốn ngắn hạn thế còn nếu mà bạn vay để mà đầu tư bất động sản thì nó sẽ phải theo cái thời gian vay mua chung cư có thể sẽ được 20 mươi năm Đó à. Nó là như vậy cơ. Đấy. Em sẽ sử dụng doanh ạ tại à, vì là, đấy, thế là bạn em sử dụng cái tài sản cũ của em để vay. Cái nguyên tắc của tài chính là không được sử dụng vốn ngắn hạn cho kinh doanh dài hạn. À, cái đấy thì uh, nguyên tắc anh dịch uh, viện nói rất là chính xác, không được sử dụng vốn ngắn hạn sang chung và dài hạn. Nhưng trong một cái tình huống tạm thời, lợi dụng kẽ hở, uh, thì bạn vẫn nhưng mà quan trọng nhất là bạn phải giỏi về kết nối kỳ hạn. Tôi phải nói thật. Tôi đã từng làm giám đốc và đã từng cho vay khách hàng vay vốn ngắn hạn để làm bất động sản ở trên Thái Nguyên. Tôi cho vay VC3, VC3 chỗ 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 chỗ, 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 chỗ bây giờ là bán lại cho bên cổ phần hóa bán cho bên ngoài nhiều hơn rồi đấy. Nhưng mà lúc trước là anh đấy là cùng quê Thái Bình với tôi thì 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 anh ấy làm tổng đốc thì tôi cho vay và để tôi nói luôn là anh phải luôn chuyển tiền rất nhanh tức là anh làm cơ sở tầng xong anh bán anh phải thua khách hàng là anh phải trả cho tôi luôn chứ còn nếu mà anh để tiền chết đấy là coi như anh em mình cũng chết đấy thế cho nên là cái câu chuyện của bạn ấy, bạn phải tính rằng là nếu bạn vay ngắn hạn thì cho bạn sẽ được ưu ái lãi suất thấp chứ còn bạn vay bất động sản thì tôi tin rằng họ không chào bạn lãi suất sáu không ngân hàng ngoại thương thì tôi nghĩ rằng họ sẽ phải chào bạn này ít nhất là tám bạn cứ hỏi bạn cứ khai thật đi xem là nếu mà tớ vay tớ mua cái nhà chung cư thì em cho chị vay được lãi suất bao nhiêu? Thứ hai là thời hạn bạn cho vay tớ là bao nhiêu? Nhưng nếu như họ cho vay em được 20 năm thì tôi nói thật là với lãi suất đấy và ngoại thương thì lãi suất của nó tương đối tốt. Cho nên là bạn trừ đi lạm phát và bạn coi như là trong 20 năm mà lạm phát mỗi năm coi như là 4% thì bạn nhân 20 thì nó thành 80% thì nói tóm lại là bạn cái vấn đề là vốn tự có của bạn là bao nhiêu để bạn để bạn trả dần được bạn có tính ra được cái câu chuyện là mỗi tháng bạn phải trả bao nhiêu không à, và cái, cái debt to income mà lúc nãy tôi nói đấy, thì ngân hàng bao giờ nó cũng sẽ tính cái đấy vì tôi là dạy cả về quản trị rủi ro nữa cho nên là cái câu chuyện đấy bọn tôi phải tính rất là kỹ thì thì tự bạn bạn sẽ suy ra được cái câu chuyện là bạn có lợi dụng được ví dụ bạn mua cái căn hộ chung cư đấy là 800 triệu đúng không tôi tôi ví dụ nhé À, thì bạn tính rằng là từ nay đến cuối năm dòng tiền của mình sẽ về đủ đủ 800 triệu để tích lũy tài sản hay không? Bạn đã có 400 triệu rồi, bây giờ còn 400 triệu nữa. Từ giờ đến cuối năm mình có thể kinh doanh ra được um, coi như 400 triệu không để mà hết cái 12 tháng đấy là mình sẽ xong luôn. Đó, thì mình vẫn được hưởng lãi suất 6%. Đó. nhưng mà nếu mà bạn mà phải vay dài thì bạn sẽ luôn luôn khó về cái cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn của của một cái của một cái căn hộ của một, một hộ kinh doanh hoặc là một doanh nghiệp nhỏ vừa, siêu nhỏ. Đấy. Nhưng mà à. nếu mà theo Rick Nguyễn khuyên thì chị không nên làm như thế bởi vì nó quá rủi ro. Nó quá rủi ro, chị không được đào tạo một chút nào về tài chính cả, đây đều làm bằng bản năng. Ừ. Không được đào tạo về tài chính, cái đấy là cái người ta gọi rồi chị sẽ sập bẫy tài chính đấy. Và rất nhiều nhà đầu tư là chết vì kiểu như thế đấy. Ý của em là em vay đầu tư các chung cư, rồi em sẽ thoát hàng trong vòng 1 đến 2 năm đấy ạ nếu thế thì em phải khai thật với ngân hàng là em vay em đầu tư chung à, cư rồi. để vâng. em đàm phán kỳ hạn nó dài vâng, vâng. như vậy thì lại thực khắc... sự là uh, nó sẽ rất là rủi ro bởi vì cái khả năng tăng giá của chung cư thì nó cũng không cao nguyên lò lãi bạc hết cả tóc <laughs> đấy bà nãy cái bác ở góc kia bác hỏi bao giờ sốt đất này? nhìn là biết bác ấy đang ngộp rồi <laughs> thì, nên là nhìn thoáng qua là cháu là cũng học nhân tướng rồi này cho ừ, nhìn thực ra là là bạn phải phải rất giỏi về tài chính thì bạn hãy hãy, hãy, hãy nghĩ đến hãy đến cái đoàn bảy cái đoàn bảy uh, cao như thế nhấn like chia sẻ đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn